chưa? Ok, chú Hùng mình chú. À, Lao Thịnh gửi bỏ bê cho anh em hội là 2 triệu. Nào, tôi nghe bỏ bê là mấy đứa biết tăng thôi. À, được rồi. Bỏ bê kèm ăn là sáng rồi. Mê cái cây lấy xa củi bắp, xem đi dự thi với bác. Du vác, du nhìn vác. Cây của Hương này nổi tiếng nhỉ? Du. Cây cổ. Sao? Tao cạch mặt Hải Phòng. Ông lây quá, đi ra đó. Anh ra làm thủ tục lấy luôn. Anh Long Gia có đi không nhỉ? Cho nó đi lấy. Long Gia với thằng Long Gia thì anh có sáng em điện thì có bảo có xong mà không đi xong. Gà tô có đi không? Gà tô thì không. Ừ, thế mà mày không rủ thằng Tuấn Béo đi với vui mẹ. Em là Hà Hân Hân Quy Lờ. Hà Tuấn đẹp trai, nó cứ là cái bằng đấy. Hoàng thuộc biển nhá. Dũng, Dũng, Dũng thuộc thế mà nhá. Hoàng Dũng, Hoàng Dũng cũng được. Còn Đà Nẵng đây. Chú là anh kìa. Chú, đây là bác. Trạch Văn Đoành kia đi. Chú kìa. Anh đi trong kẹp. Sếp Hùng tóc dài thế, nhìn ảnh trên đấy tóc ngắn mà. Lúc đó Dubai mà về xoa đầu miết như trẻ con ấy, chịu không nổi, phải để dài để cho nó rứt, nó quen rứt cỏ, bãi cỏ rồi đó. Anh ơi, đăng, à, chú ơi, Đăng Chiều là ai ạ? À? Đăng Chiều à, thằng lái xe. Nó chạy ra rồi. Thằng anh lên đây này nào. Đấy, lên tôi đây là Đăng. Đăng. Anh Lý Hồng Vân là rồi, đây là trong hội này luôn. Ủa, cứ người, cái đủ 5 người thôi à? Cứ giả tiền gạch tên cần gì đâu. Ừ. Biết ai ra để Lý Hồng Vân diễn viên điện ảnh Hồng Kông. Thằng không kia là không phải là Đăng Chiều mà Đang Chiếu. Đang Chiếu à? Tức là đấy đấy. Đang Chiếu đấy, sơ thơ đấy. Đang Chiếu. Thôi tiền đưa chóc thật đưa đây không quên. Còn mình đâu có thằng này đâu, ai đăng ký đâu. À Bắc Đăng. Rồi. Tiền. Lấy thẻ, lấy thẻ. Lấy thẻ là 6 người đúng không ạ? Cái này là 2 triệu. 2 triệu à? Không, thế là mình lộp luôn cả cái tên off. Thôi khỏi chối. Có thằng này chưa? 6, 7, 4, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 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 6
Đúng là kiểu toán kế toán của ca khỏe nó tình lắm. 8 thì được. À, cháu phải ghi dùm cái chỗ mà bác Tám là xúc đem mốt chứ còn không có gì đâu. Đây, đây, đây Tuấn Anh đẹp trai. Chưa vợ nhá. Mỗi tội hay thiếu đâu. Có xin mấy cái thiếu ấy cháu ạ. Cháu cho lấy hôm vâng. Thiếu gì ạ? Bác Tám. Đâu hai cái. Thiếu 100 nghìn ạ. 2 triệu 100 nghìn. Chưa là cái này. 5 người. 5 người. Đây. 5 người. Dương Đăng Chiều là cái thằng Lê Công Tuấn Anh. Bờ mà. Đang chiếu đâu với lại hai thằng này là một. Có 5 người thôi. 5. Thôi tiền lỡ. Trong này chưa có bác Tám này, cái vô này. Đổi cái kia đi. Chú đợi cho nó. Đây đây thiếu bác Tám. Bây giờ sửa lại đây bác Tám. Ê, thế là không cho bác Tám vô rồi. Thôi tôi về. Bác Tam. Có bác Tam rồi mà. Trong này chưa có. Thối lui cho bỏ nhanh lên, không có là nhà em bang bỏ bang biệt trong học cái này. Có đây thu chữ 6 được, đưa 400 đây. Chuẩn bị cơm đi, uống. Không có luôn thì mai thì cơm. Đây, 200 cũng được, 200 cũng được, không sao đâu, cho 10 nghìn. Trước cần 8 người, 7, 8 rồi. Còn cái gì nữa? Danh sách, chương trình. Đấy rồi. Cho quả cái. Còn bây giờ xuống kia là khả năng là 20 bàn đấy.